Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, tinh thần mưu trí sáng tạo, vượt qua nghịch cảnh đã trở thành một nguồn sức mạnh to lớn trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Một trong những minh chứng cho tinh thần sáng tạo không biết mệt mỏi của dân tộc ta, đó chính là một chiếc ô tô được ra đời trong rừng núi chiến khu Việt Bắc. Chiếc xe này ngày nay đã được công nhận là một trong những bảo vật quốc gia vì những giá trị to lớn có tên gọi quốc tế. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta nói chung và ngành hậu cần quân đội nói riêng đã gặp muôn vàn khó khăn thử thách để có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là ngành hậu cần lại phải chịu những áp lực rất lớn từ sự phát triển từng ngày, từng giờ của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Thế nhưng, các hình thức vận chuyển của ngành hậu cần lúc bấy giờ lại vô cùng thô sơ và lạc hậu. Thì vào những năm 1949 thì công tác vận tải quân sự của ta vừa thiếu vừa mỏng, chủ yếu mới là các hình thức vận tải thô sơ như là gồng, gánh, gùi thồ, xe trâu, xe quệt và xe đập thồ. Vì vậy mà việc vận chuyển hàng hóa cho các chiến dịch gặp rất là nhiều khó khăn. Và để đáp ứng cái yêu cầu của cuộc kháng chiến đang diễn ra rất là cam go, quyết liệt, thì ngày 4 tháng 8 năm 1949, Phái đoàn Mậu Dịch Thống nhất Quốc phòng được thành lập do đồng chí Vũ Văn Đôn làm trưởng phái đoàn và có nhiệm vụ là thu gom hàng từ các địa phương, mua vũ khí, thuốc nổ và cung cấp một phần cho các đơn vị vũ trang ở liên khu. Việc thu gom được hàng hóa, vũ khí, nhu yếu phẩm là một chuyện, nhưng làm sao đưa chúng đến những nơi cần đến thì hoàn toàn là một chuyện khác. Đặc điểm dễ nhận thấy của chiến khu là các địa điểm của các cơ quan đơn vị được bố trí rất xa nhau, khiến cho việc vận chuyển hàng hóa đã khó khăn, nay lại còn khó khăn hơn. Trước tình hình đó, Phái đoàn Mậu Dịch Thống nhất đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Khi ấy, sau các chiến dịch lớn và những trận càn quét của địch, quân và dân ta đã bắn cháy và phá hủy rất nhiều xe cơ giới cũng như xe tải của địch. Các đồng chí của ta khi nhìn những chiếc xe bỏ đi ấy đã nảy ra một sáng kiến mà có lẽ chính những kỹ sư thiết kế ra những chiếc xe ấy cũng không thể ngờ tới. Thì đồng chí Vũ Văn Đôn đã tổ chức một đội gồm có anh em lái xe và thợ sửa chữa xe, tổ chức là thu gom, tháo gỡ vật tư phụ tùng của các xe Pháp để lại trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Và anh em tổ kỹ thuật thì có bác Nguyễn Văn Trường, bác Lê Hai, bác Nguyễn Ngọc Khuê, và cũng xác định đây là một nhiệm vụ rất là nặng nề, song cũng rất vẻ vang và đã mang hết tất cả cái tinh thần trách nhiệm và khắc phục mọi cái khó khăn. Và sau một cái thời gian thì xe ô tô quốc tế được hoàn thành và xe thì được lắp ráp từ nhiều các cái bộ phận khác nhau, như là xe sử dụng động cơ của hãng xe Ford của Mỹ và buồng lái thì của hãng Stirlbecker của Đức, và chassis thì là xi lanh thì là của hãng Renault Pháp. Và sau khi xe được hoàn thành thì bác Nguyễn Văn Trường đã lên để lái thử xe và đồng chí Vũ Văn Đôn thì trực tiếp ngồi ở trên xe để kiểm tra cái tình trạng kỹ thuật cũng như là độ an toàn của xe. Và xe thì cũng đã được sử dụng trên những chặng đường dài suốt từ Cao Bằng xuống đến thị xã Bắc Cạn và cũng đã đảm bảo cái công tác vận chuyển đầu tiên của cục vận tải. Và chính vì xe được lắp ráp từ nhiều các cái bộ phận khác nhau của các cái hãng xe trên thế giới, nên là anh em của Phái đoàn Mậu Dịch Thống nhất Quốc phòng đã thống nhất lấy tên là xe ô tô quốc tế. Chiếc xe đã đi vào lịch sử quân đội ta nói chung và ngành hậu cần quân đội nói riêng, như là một dấu mốc quan trọng khi nó là chiếc xe ô tô quân sự đầu tiên được quân đội ta lắp ráp và đánh dấu một thời kỳ quan trọng khi ngành hậu cần chuyển đổi từ thô sơ sang cơ giới, góp phần giúp cho ngành hậu cần quân sự trưởng thành nhanh chóng. Ngay lập tức, chiếc xe đã thể hiện được vai trò của mình trong việc vận chuyển hàng hóa tại chiến khu. Thế nhưng, trong thời kỳ thiếu thốn ấy, thì mọi chuyện đâu có thể trơn tru, đơn giản như vậy. Và chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, vấn đề mới đã nảy sinh. Đó chính là vấn đề nhiên liệu. Lấy đâu ra xăng để chạy xe giữa rừng là một bài toán không có lời giải. Nhưng bằng sự sáng tạo không ngờ của mình, các cán bộ của Phái đoàn Mậu Dịch Thống nhất Quốc phòng đã đưa ra một phương án không ai có thể ngờ tới. Và cái động cơ tiêu chuẩn thì của hãng Ford là sử dụng bằng xăng, nhưng mà khi đó thì là do cái điều kiện khó khăn thiếu thốn về nhiên liệu xăng dầu, nên là các cái kỹ sư của ta đã phải nghĩ ra mọi cách để sáng chế cho xe có thể là chạy đa nhiên liệu, tức là vừa có thể chạy bằng xăng và vừa có thể chạy bằng than, than đá cũng như là than củi. Xăng thì ta không có nhiều, nhưng than, củi thì ta không thiếu. Và nhờ đó, hoạt động vận chuyển có phần giảm sút.
bởi dù thế nào thì than củi cũng không thể thay thế hoàn toàn được xăng. Chiếc xe quốc tế vẫn tiếp tục hoạt động trong những tháng cuối năm 1949 đến đầu năm 1950, phần nào thỏa mãn cơn khát phương tiện lúc bấy giờ. Và xe ô tô quốc tế thì cũng đã vinh dự được đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh một số lần lên công tác ở một số các đơn vị bộ đội và địa phương ở vùng chiến khu Việt Bắc. Và đặc biệt là cũng đưa một số khách quốc tế, trong đó có đồng chí Lô Figue, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Và ngồi trên xe quốc tế thì đồng chí Lô Figue cũng đã rất là khâm phục đôi bàn tay khéo léo cũng như là cái trình độ kỹ thuật cao của đội ngũ cán bộ công nhân ngành xe máy trong quân đội. Và hơn hết cả đó là cái tinh thần, cái ý chí khắc phục mọi khó khăn gian khổ của cán bộ công nhân ngành xe máy quân đội. Xe ô tô quốc tế là hiện vật độc bản đầu tiên, là minh chứng cho lòng quyết tâm quả cảm, trí thông minh sáng tạo và tinh thần khắc phục mọi khó khăn gian khổ, thiếu thốn về vật chất, trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tạo nên kỳ tích mang dấu ấn thời đại. Từ năm 1950 đến năm 1954, xe quốc tế lúc đó vì chạy bằng than nên không còn phù hợp với điều kiện vận chuyển hàng trên cung đường dài, chỉ dùng vận chuyển hàng trên cung đường ngắn trong nội bộ của cục vận tải. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển hàng hóa phục vụ các chiến dịch, xe quốc tế bị hỏng một số bộ phận nên trước khi đưa về Hà Nội, xe đã được bảo dưỡng lại. Hòa bình lập lại, xe quốc tế được đưa về lưu giữ và trưng bày tại nhà truyền thống khu B, cục vận tải Tổng cục Hậu cần. Từ năm 1959 đến năm 1974, xe quốc tế được đưa về triển lãm tại Bảo tàng Quân đội, nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Sau đó, xe quốc tế được đưa về lưu giữ và trưng bày tại nhà truyền thống khu B, cục vận tải Tổng cục Hậu cần. Từ năm 1997 đến năm 2001, xe quốc tế được lưu giữ tại phân kho 375, kho 286, cục vận tải Tổng cục Hậu cần. Ngày 25 tháng 9 năm 2001, cục vận tải đã bàn giao cho Bảo tàng Hậu cần lưu giữ. Từ năm 2005 đến nay, xe quốc tế tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hậu cần để phục vụ hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan. Đồng thời, xe quốc tế đã tham gia triển lãm toàn quân, toàn quốc để tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và khách quốc tế. Với giá trị lịch sử của mình, tháng 12 năm 2018, xe quốc tế đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Xe quốc tế không chỉ là minh chứng cho một thời kỳ gian khó của dân tộc, mà nó còn là biểu tượng cho sự sáng tạo tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, mà luôn biết tìm ra các phương pháp để vượt qua. Trong thời đại ngày nay, điều này lại càng cần được phát huy để đưa đất nước ta đi tắt đón đầu các thành tựu khoa học, công nghệ và bắt kịp với sự phát triển như vũ bão của thế giới.